มิดแบรนด์มิดหวิงปังปังปังปังปังVới một cái sản phẩm mascara này thì Mít khá là thích bởi vì nó có hai cái đầu công dụng. Cái sản phẩm mà Mít chọn dùng để kẻ viền mắt là một sản phẩm chì đen của Artistry. Chúng ta có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau nha, không chỉ dùng được cho màu mắt đâu. Sao quá đi kha, today em sủi mà, dù cũng sủi 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 như tôi. Xin chào tất cả các bạn, nãy giờ Mít đùa thôi. Mít đang được trang điểm với một cái tông trang điểm mới sáng tạo ra, được lấy cảm hứng từ một nơi mà Mít rất là thích đi du lịch. Nếu như các bạn là những người thường xuyên theo dõi vlog của Mít thì sẽ thấy là Mít rất là thích đi du lịch Thái Lan, đặc biệt là Bangkok. Một năm có thể đi đến đây mấy lần. Bangkok là một thành phố rất là nhiều sắc màu, giữa màu sắc văn hóa và cũng như sự hiện đại pha trộn với nhau. Đồng thời con người cũng là một yếu tố không thể nào thiếu, tạo nên một Bangkok sôi động, hiện đại và cuốn hút khách du lịch. Thì ngày hôm nay Mít sáng tạo một cái phong cách trang điểm này được lấy cảm hứng từ một bộ sưu tập có cái tên là Bangkok luôn. Thứ hai nữa, bộ sưu tập này, cái phong cách trang điểm này sẽ rất là thích hợp với những bạn trẻ nào thích đi du lịch, thích trải nghiệm và thích khám phá những điều mới lạ ở các địa điểm khác nhau. Và còn vậy gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu nha. Trong tất cả các bước trang điểm thì luôn luôn lúc nào cũng vậy nha. Mình trang điểm thì mình phải dưỡng da trước nè, làm sạch da, dưỡng da, bảo vệ da và đánh nền. Nền thì để làm đều màu, còn phấn thì giữ cho cái lớp nền nó đẹp, nó đều màu và lâu trôi hơn. Ok, sau cái bước nền là đi thẳng vào những bước tạo đường nét rồi. Xu hướng trang điểm của Việt Nam và thế giới bây giờ thì chúng ta sẽ thích là cái bước chân mày á, nó sẽ đơn giản nè, sắc nét nhưng mà nó phải trông cực kỳ tự nhiên, bằng cách là sẽ có những nhìn thấy rõ những cái phần sợi lông chân mày của mình. Chúng ta sẽ có những cái dạng mascara dành riêng cho chân mày. Nhưng mà nếu những bạn nào tóc đen hoặc là nâu đen thì chúng ta có thể sử dụng mascara dành cho mắt để vuốt những cái sợi lông mày của mình nằm theo cái chiều mà chúng ta đã vẽ trước đó, hoặc là theo cái chiều vốn có của sợi lông chân mày. Một cái sản phẩm mascara này thì Mít khá là thích bởi vì nó có hai cái đầu công dụng ha. Một đầu thì chúng ta có thể dùng chải lông mi thưa, và một đầu chúng ta có thể làm co lại cái phần mascara này nè để kẻ mọi thứ nó dày lên đó. Đây là công dụng 2-in-1 của sản phẩm mascara này. Và Mít sẽ dùng cái phần dày nè để chuốt cho cái phần chân mày của chúng ta. Bước đầu tiên trong mắt, lúc nào Mít cũng sẽ đi từ phía gần mắt nhất ra ngoài. Gần mắt nhất là gì? Đó là đường kẻ viền mắt. Cái sản phẩm mà Mít chọn dùng để kẻ viền mắt là một sản phẩm chì Clonverine Eye Pencil màu đen. Sản phẩm đó là bột nha, kẻ rất là dễ, cái chất rất là dễ tán nè, không lem nè và lâu trôi nữa. Không chỉ làm viền mắt được, Mít còn có thể tán nhẹ nhẹ cái chất bột này ra từ cái chì, sẽ làm thành màu mắt khối hoặc là những cái phần nhấn cho mắt. Mít đang cầm trên tay là bộ Artistry Studio Bangkok On The Go. Bộ sản phẩm này tại sao gọi là On The Go, có nghĩa On The Go là có thể mang đi được, đi đâu cũng có thể cầm theo nó. Thứ nhất là nó rất là vừa tay. Thứ hai nữa, trong cái bộ sản phẩm này nó có 6 tông màu thôi, nhưng mà những tông màu đều rất là đơn giản, tiện lợi, tiện dụng. Chúng ta có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau nha, không chỉ dùng được cho màu mắt đâu, còn có thể dùng cho má hồng nè, highlight nè, hoặc là phủ lại cái lớp nền của chúng ta chút xíu. Và tất nhiên là ngày hôm nay mình sẽ dùng hết tất cả những cái công dụng đó chỉ với một cái bộ này. Mít sẽ sử dụng tông màu hồng cam làm chủ đạo cho cái phong cách trang điểm này, bởi vì như Mít nói, phong cách này sẽ thích hợp với những bạn trẻ trung thích đi du lịch, thích thể hiện, thích trải nghiệm. Mít sẽ sử dụng tông màu ở phía kế bên cùng một ít tông màu nhũ ở phần trên, kết hợp lại để đánh phần sáng trên mắt. Như Mít nói thì đây là cái bước mà chính tạo nên cái linh hồn và cái nét riêng của cái bộ, cái phong cách trang điểm này đây nè. Đây là hai sản phẩm Mít cầm trên tay, đó là Kaza Eyeliner. Đây là sản phẩm chúng ta có thể kẻ viền mắt được nè, đồng thời có thể làm sáp màu mắt được. Mít sẽ kẻ chồng lên cái phần liner vừa nãy mình đã kẻ. Nếu như khi nãy mình kẻ là phần sát với viền mắt thì chúng ta vẫn sẽ lấy sản phẩm đó, và vẫn với sản phẩm dụng cụ chúng ta sẽ lấy màu ra và dùng một cái lực nhẹ hơn chạm lên da, sản phẩm sẽ cho ra một công thức mới, một cách dùng hoàn toàn khác. Nếu như phong cách này dùng cho ban ngày thì chúng ta ok rồi, nhưng mà nếu như dùng cho ban đêm, buổi tối, hay là chúng ta cần đi đâu đó mà phải nhấn nhá thêm chút xíu, muốn đến cái sự kiện nào đó chặt chém hơn, thì không thể nào thiếu điểm nhấn. Mà điểm nhấn đó là gì? Là những sản phẩm lấp la lấp lánh. Mít đang cầm trên tay là Shimmering Cream Eyeshadow. Sản phẩm này bắt màu lên màu cực kỳ tốt và bắt sáng cực chuẩn. Những cái sản phẩm này sẽ giúp cho mắt của mình á sáng hơn, hút hơn và lâu trôi. Có thể dùng ngón tay, nhưng mà ngón tay giữa của mình á, để cái lực của mình không có làm hư cái sản phẩm không. Nhấn tập trung ở phần đầu mắt,
cho mắt sáng lên, đuôi mắt thì đã có cái phần liner lúc nãy mình nhấn rồi. Đó, nhưng mà có một điều mà Mít muốn khuyến khích tất cả các bạn, đó là trước khi dùng mascara chúng ta hãy đừng bao giờ quên một cái bước nhỏ, đó là dưỡng mascara của mình. Bởi vì sao? Đây là cái bước bảo vệ, cho nên mọi người thấy là khi chúng ta dùng mà không có dưỡng nó tẩy trang ra, lông mi của mình rụng rất là nhiều mà rất là xót xa. Cho nên bây giờ Mít sẽ sử dụng sản phẩm mascara primer để dưỡng cho cái lớp lông mi của mình trước khi sử dụng mascara lên lông mi. Vẫn giống hệt như cái cách chúng ta sử dụng mascara thôi, nhẹ nhàng chải từ trong ra ngoài. Lông mi của mình á thì mình sẽ cho cái đầu này nè, nó dày lại để chải cho lông mi của mình dày dài cong và giữ cái độ cong trên lông mi cho thiệt là lâu, và mắt của mình phải cuốn hút hơn, sâu thẳm hơn. Quay trở lại nha, nếu như khi nãy chúng ta đã sử dụng các tông màu là đánh làm màu mắt rồi, vậy thì bây giờ vẫn sử dụng lại những tông màu đó, mình pha trộn chút xíu hoặc là dùng cái tông nó khác xíu làm luôn cho phần má hồng. Ok, Mít cũng sẽ pha trộn một ít màu ở đây. Và nếu như nói đến má hồng mà lại là phong cách trang điểm Thái Lan Bangkok thì không thể nào mà các bạn á có thể quên được cái phong cách mà người Thái hay đánh má hồng, đúng không? Đó là họ sẽ đánh khá là cao và đánh vào trung tâm cái phần gương mặt của mình nhiều hơn xíu. Ta sẽ có thêm cái phần highlight và tạo khói với cái bộ On The Go Palette này nữa. Rồi, đến phần tạo khói này chúng ta sẽ có một cái ô mảng màu nó hơi tối tối xíu, thì mình sẽ pha trộn màu chút xíu và cho ra tay để làm sao kiểm soát được cái màu đó. Sau đó mình sẽ dùng cọ đúng cái màu đó nãy mình vừa lấy cho lên những cái vùng da cần phải rõ nét khói, như là khói mũi, khói mặt. Bước cải thiện nữa đó là chúng ta sẽ sử dụng cọ highlight tí xíu để cân lại và làm sáng hơn, tạo điểm nhấn cho gương mặt của mình. Và mình đang cầm trên tay là sản phẩm 2-in-1 Matte Lip Brilliant, làm cho môi của mình mềm, mịn, mượt và mướt hơn. Đó cũng là tính năng của sản phẩm. Và đồng thời với sản phẩm Rayon Lip Matte thì sản phẩm này sẽ bền màu và rất là nhẹ ở trên môi. Sau khi chúng ta trang điểm xong thì đừng quên xịt khoáng, bởi vì xịt khoáng là cái bước á làm cho da của mình được cấp ẩm. Hai cái lớp trang điểm của mình nếu như lỡ tay mình có đánh quá dày thì nó cũng sẽ mỏng, mịn, nhẹ và nhìn mượt hơn, tự nhiên hơn. Ok, cách sử dụng xịt khoáng vẫn như bình thường ha. Chúng ta sẽ để xa cách mặt khoảng từ 20-25cm, tùy theo cái dạng xịt khoáng đó, nó là dạng phun nước hơi xương hay là phun nước dạng hạt to. Càng to thì chúng ta sẽ càng để xa mặt của mình ra. Và sau khi dùng cho bạn thì Mít cũng không quên ké một miếng, bởi vì sao, xịt khoáng là thứ rất là mát mà vừa không làm mình khó chịu, ai mà không thích, đúng không? Trên tay Mít đang cầm là sản phẩm Fan Body Shimmer Gel. Sản phẩm này chúng ta có thể pha trộn một tí với nền, làm cho da của mình căng bóng như cái bước nền hồi nãy Mít đánh, nhưng mà Mít giấu, Mít để dành cho cái lúc này Mít mới nói. Thứ hai đó là nếu dùng cho body của mình thì các bạn sẽ đánh trực tiếp lên da, làm cho da của mình căng bóng ở những vị trí nè, bắt đèn, bắt ánh sáng. Và Mít mong là cái phong cách này sẽ được đa số những bạn trẻ đón nhận, hoặc là các bạn cũng có thể từ đây sáng tạo ra những cái phong cách riêng dành cho mình. Nếu như trong quá trình theo dõi các bạn có yêu thích sản phẩm nào và muốn tìm hiểu thông tin cụ thể thì hãy kiểm tra những cái thông tin mà chúng tôi ghi ngay phía bên dưới video này để các bạn có thể tìm được cái sản phẩm đó một cách dễ dàng và cụ thể nhất nha. Đồng thời có một cái thông tin nho nhỏ dành đến cho tất cả các bạn, đó là với video này mình sẽ có 2 phần quà giveaway dành cho những bạn theo dõi và đáp ứng đầy đủ những cái thông tin yêu cầu chúng tôi. Hãy đọc thật kỹ và tham gia cùng với Mít và những người bạn đồng hành tại kênh YouTube của Mít. Cuối cùng thì đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube này để Mít có thêm động lực làm thêm những cái sản phẩm mới và có thêm nhiều ý tưởng dành cho các bạn nữa trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại. Sawadee ka.